đi lên chung. Mình cứ đinh ninh là ừ thì làm chung, đi lên chung thì hưởng chung. Đằng này đâu mới nút bạc nó hồng cho mình câu là nút bạc hơi lấy tên kênh đi, lấy tên kênh đi, chị đụng mà kênh nó tên ai mình mấy bạn cũng biết rồi đó. Thì mình cũng ừ hơi đụng mày, mình cũng có cần cái tên đó đâu. Ok đó là cái chuyện cái nút. Rồi chuyện làm xe của mình nữa, cái xe của mình đợt nó có đi quay thì nó bị hư và nó không chạy được nữa. Nhưng mà hư không phải lỗi do mình, hư tại chỗ đó luôn, không phải lỗi do mình. Có cái clip mấy bạn coi là anh em coi mà giờ thấy á, là đồ mày xe mình chạy đéo được, đéo lại cái xe zin luôn, là lỗi bô xăng lửa là bị hư. Bô xăng lửa của mình bị hư. Mình chạy không lại xe zin luôn thì mấy bạn hiểu là cái xe nó hư cỡ nào rồi. Mình đã bỏ mấy trăm ngàn tại cái chỗ để sửa nhưng mà không sửa được. Vẫn là cái chi phí mình bỏ ra. Xong về mình kêu không lẽ giờ đi sửa lại bô xăng lửa. Sửa rồi nó cũng vậy thôi. Tại vì cái lúc đó đó là cái từ khóa 62, 62 gen zin nó đang rất là hot. Nên mình cũng ngỏ ý là thôi bây giờ xe úp 62 đi. Mình nói bây giờ xe úp 62 đi để có cái để quay. Cái cũng ok. Cũng ok. Đầu má mình cũng đi úp 62 luôn mà còn có vụ 3 tháng thì nó do trục trặc kỹ thuật thôi. Cũng tiền đậu má cái tiền 62 đó đó. Tiền nguyên con xe mà mình úp lên á là 30 triệu luôn á. Là cũng là tiền của mình luôn á. Nó đéo bỏ đồng nào đâu. Mình nói thẳng luôn, nó đéo bỏ một đồng nào hết á. Mình chơi vậy là xấu luôn á hả. Má mình chơi vậy đúng đẹp luôn rồi. Xong mình nói gọn nhẹ thôi là anh em đủ hiểu. Tới cái vụ cái bàn phím của mình đang livestream cũng vậy nữa. Cái dàn máy chứ. Cái dàn máy này á, lúc mình làm á, tháng đó mình cũng được 30 mấy, 38. Thì lúc đó nó ra một cái kênh mới, lúc đó làm một cái kênh nữa. Thì hiệu suất làm không đủ để ra video trong một tuần. Thì phải bắt buộc có một máy nữa. Đồ má mình cũng nghĩ, ừ thì đồ mấy giờ mình cho đi và mình nhận lại đúng không? Cuộc sống mà. Mình cũng kêu thôi giờ bỏ tiền mua dàn máy. Bỏ tiền mua dàn máy luôn. Đồ cái tiền dàn máy 40 triệu. Là tiền của mình bỏ nha, mình nhắc lại một lần nữa, tiền 40 triệu dàn máy này là của mình bỏ, nó không bỏ một đồng nào luôn đó. Nói vậy đủ chưa? Xong tới cái lúc mà mình nói cái lý do mà mình nghỉ á, kêu là dành thời gian cho gia đình á, thì lúc đó mình không còn cái tâm trạng để mình đi quay nữa, mình không còn hứng với người ta để quay nữa. Đủ má nhìn mặt ghét, đéo muốn quay nữa. Mình nói thẳng luôn, đéo nể thì mình kêu bằng nó, lớn bé già trẻ gì vậy đó. Sống lỗi thì đủ mình nói vậy. 40 triệu này nè là mình bỏ tiền ra mình quay. Thì mình suy nghĩ đủ mà do mình giờ mình suy nghĩ lại thì do mình ngu thôi, có mẹ đâu, bình thường tiền kiếm nào cũng được. Xong cái đủ mày bỏ ra, lúc đó mình chỉ nghĩ là ừ thì đụng mày bỏ ấy. Thằng này bỏ cái này, thằng kia bỏ cái kia, đơn giản thôi, còn phần trăm chỉ ra thì thằng làm nhiều thằng làm ít. Sau này á, sau này còn cái tin nhắn mình còn lưu lại luôn nè, là đợt mình cãi lộn luôn, nó mới nói cái bộ mặt nó ra là mình chỉ là được hưởng tiền YouTube thôi, mình chỉ được hưởng tiền YouTube thôi. Đó, mình chỉ được hưởng 35% tiền YouTube, còn tiền quảng cáo mình đéo được hưởng. Mình mới đủ má mình mới suy nghĩ lại, má mình bỏ mấy chục triệu ra, gần cả trăm triệu để được cái gì? Đâu được gì đâu, quá bình thường luôn.
mình sống vậy là đồ mà có xấu đâu, bao đẹp rồi mà đồ. Tại sao hôm nay mình mới nói? Tại vì đồ mà mình nhận được một tin nhắn, mình nhận được một tin nhắn đáng lẽ mình im, tại vì mình đang đi làm, đang đi làm với một anh nữa, nó muốn nói mất công dính dáng. Mà đồ mình nhận được cái tin nhắn là kêu tụi mình là tụi nhóc, đồ mà nó sống lợi dụng gần 10 thằng nhóc trong băng này để nó được tới bây giờ. Hồi xưa, hồi trước lúc đéo có tiền đi quýnh pizza, đồ mà em quýnh thua còn mượn tiền trả. Lúc sau này á, lúc mà chưa chuyển về mà chưa, mình chưa tới nói tới cái shop nữa nha, mình chưa nói tới cái shop, là lúc mà còn ở phòng trọ á, đi ăn á, toàn cái bài là đồ mẹ quên bóp. Không thì đồ mà hỏi như các bạn đồ mà nói hàng quay phim á, đi ăn 10 lần mình trả hết 7 lần. Còn không đi tiệc tùng gì hay là cái gì đều chi đều hết luôn. Mà nói sai câu nào đồ mà kêu nó kiếm mình luôn. Mình có địa chỉ luôn á, tiệm mới có mình ngồi á, tới đó kiếm này, kéo đông đông lên. Khóc gì đâu, bình thường. Tại chẳng qua là mình nổ mắng. Sao ta? Mình bị cắn trái ớt rồi đúng không? Đêm hôm qua là mình bị cay rồi. Thì đêm hôm qua là mình nhận được tin nhắn, mình nhận được cái tin nhắn đó nên mình hơi cay thôi. Còn nói tới cái vụ shop á, ừ đúng rồi, nói tới cái vụ làm xe, làm xe nữa. Thật ra nó đéo biết mẹ gì hết nè, đi quay ổ mới nó hỏi người này, xong nó hỏi mình, xong nó kêu mình đồ giả ngu rồi nói cho nó biết để nó nói. Nó không có đi, mình là cái thằng giả ngu á, mà người mình là cái thằng biết á, mình giả ngu để cho nó nói. Tại vì mình mặc cái mặt mình giả ngu đạt quá mà. Còn mấy cái clip mà làm xe độ rồi đó, làm xe mà làm á, xe mà gọi là nói cho nó thẳng cái từ luôn là sổ trái rồi đó. Xe sổ trái là đủ mà mình đi mượn nè, quen ai đâu, chơi được với mấy ai đâu mà mượn. Hồi trước chiếc Ad, chứ gồm có chiếc Ad, chiếc Raider là mình đi mượn. Mấy xe đó toàn làm xe làm không, quen ai ha, người ta cho mượn. Tới xe làm mà các bạn đúc tay với các bạn quay được không? Không có chuyện đó đâu. Còn nhiều chuyện có tập thể khác, có cá nhân khác nữa mà mình không tiện nói thôi. Nếu mà mình xin phép được thì mình nói, chẳng qua là mình không thích nói thôi. Đồ mà mình gõ thẳng mặt luôn á. Cái gì ta? Ta nói gì? Đồ mà chén sành, đồ chén sứ, mẹ gì? Một thằng có mạng à, chớp nhau làm mẹ gì tìm nhau đi. Mình không tìm ai được hết rồi mà, mình phải đi bán cho ông anh kia rồi. Mình gọi con cục đó, có địa chỉ á, thích lại tìm. Mà nói đi nói lại nhớ trả tiền đám cưới cho người ta nha. Người ta đi đám cưới lại rồi thì đi lại cho người ta, còn không xin số tài khoản, chuyển khoản lại cho người ta. Đừng có rù mẹ nghỉ chơi rồi không chuyển khoản, nhục lắm. Nhớ trả tiền đám cưới cho người ta, chuyển nửa tiền cũng được, coi như mình ăn nửa tiền rồi mình trả nửa tiền. Đồ mày đi ăn mà tính từng đồng từng cắt. Có cái bài đồ mày cứ quên bóp. Xong tới cái vụ cái shop nữa, tới cái vụ cái shop, shop đéo phải của mình cũng không có bán nữa, mình có ăn được cái đồng nào ở trong đó hết luôn á, đảm bảo luôn, mình thề luôn là mình đéo ăn được cái đồng nào trong đó luôn. Tới nỗi cái nón mà mình lấy á, cái nón mà mình mua á, thì đợt mình đi tour, mình thích đi tour, mình thích đi tour. Thì mình có mua một cái nón cho Hiền. Tưởng sao
đâu mày bán cái nón vô khi xong cho được mấy món lặt vặt bán bằng cái giá khách luôn á anh em, hiểu không? Ví dụ như độ mà anh em mở cái shop rồi đi, nếu một thằng chơi thân nó hẳn luôn á, tôi mà chơi tôi mình mà chơi thân với mấy thằng kia, nó qua nó sơn xe cái xe mình á, nó sơn giờ chưa lấy tiền luôn á, nó không cần lấy tiền thì đủ mới cho người ta cái này, thì đủ mà người ta mới cho mình lại cái kia.